Sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh tổ chức phiên họp thứ 9, báo cáo tình hình kết quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo tỉnh Mai Văn Quỳnh chủ trì phiên họp. 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo tỉnh, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình đề ra, đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương và thực hiện các yêu cầu của Ban nội chính Trung ương, Ban chỉ đạo Trung ương, duy trì tổ chức các phiên họp, cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, chỉ đạo sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết quy định về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, tập trung chỉ đạo xử lý hoàn thành 2 vụ việc, cập nhật theo dõi bổ sung 1 vụ việc mới phát sinh, tham mưu Ban thường vụ tỉnh ủy ban hành quy định về công tác kiểm tra giám sát của Ban chỉ đạo, đồng thời xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024 của Ban chỉ đạo. Các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện khá nghiêm túc các thông báo kết luận của Ban chỉ đạo tỉnh, thực hiện khá đồng bộ nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực. Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo tỉnh Mai Văn Quỳnh thống nhất với tình hình kết quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực 6 tháng đầu năm và ý kiến phát biểu của các thành viên tại phiên họp. Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thành viên Ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương tại các phiên họp của Ban chỉ đạo, cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo và các văn bản kết luận cụ thể hóa của tỉnh. Trong đó tôi đề nghị là có chỉ đạo quyết liệt đổi mới trong công tác tuyên truyền, làm sao cho chúng ta nó đủ sức răn đe, sợ không dám làm. Thứ hai là tăng cường giáo dục cái chính trị tư tưởng trong cán bộ công chức để tạo cái sức đề kháng, hay nói cách khác là cái kháng thể cho tốt, để cho chúng ta vượt khỏi cái cám dỗ đời thường, nhất là tiền bạc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mai Văn Quỳnh cũng đề nghị thành viên Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo đôn đốc thực hiện các kết luận của Ban chỉ đạo tỉnh đối với các vụ án vụ việc, tình báo Ban chỉ đạo Trung ương yêu cầu theo dõi, các vụ án vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo tỉnh theo dõi chỉ đạo, các vụ việc theo dõi đôn đốc và đang phát sinh. Ban chỉ đạo tỉnh, Ban nội chính tỉnh ủy tiếp tục theo dõi đôn đốc việc thực hiện thông báo kết luận, việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế xã hội, việc thực hiện các kết luận của thanh tra cấp trên, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2022 và triển khai thực hiện cuộc kiểm tra, việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế xã hội, việc thực hiện các kết luận của thanh tra cấp trên, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2023 theo kế hoạch. Các huyện ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, sở ban ngành cấp tỉnh tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, khắc phục những yếu kém, sơ hở của từng địa phương đơn vị, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực 6 tháng cuối năm, góp phần hoàn thành chương trình công tác năm 2024 theo kế hoạch.